Còn nó tư thì người ta đến khám thì cứ lượm tiền thôi chứ gì mà từ chối. Có nghĩa rằng là ông thấy rằng là chị cũng vô ích thôi. Có bác sĩ Út ngồi đây nè, biểu lại đi gặp bác sĩ Út này chị. Còn mở máy lạnh ra trong ở phía nhà mà ở nhà mở máy lạnh chứ ra đi vô 27 mở luôn luôn mở 27 rồi mà đi có đợi là có cảnh có cái bộ môn vô mà trước này ha. Quán ra ngồi kìa. Quay con cái gì nữa. Lên. Mm-hmm.